Sốp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon, truy cập ngay sốp nơ mơ hạt.com. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nam Hạt. Thì vậy là mùa 24 thì cũng đã đó là khởi động được. Và anh em nhận thấy mùa 24 này như thế nào, ra sao? Theo cảm nhận của anh em, mình thấy là mùa 24 này thì cũng thêm đó là một vị tướng mới, đó là Terry. Mình cũng đã làm về vị tướng đó rồi. Thực tế thì đối với Terry thì cũng ở mức độ đó là bình thường thôi, không phải đó là quá mạnh. Terry này nó cũng giống như gió nữa, kém cơ đồng nên là dễ bắt. Trong video này thì mình sẽ làm về vị tướng gió ở mùa 24, cũng như trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu của vị tướng gió này. Một trận đấu thì mình tiến lường là trận đấu này thì hơi khó khăn dành cho gió một xíu. Bởi vì anh em thấy thì tem bên địch đó là 3-4 sát thủ luôn. Ở keo đối đầu giữa mình và Lavi thì nói chung cũng hai chất tướng mạnh ở giai đoạn cuối game. Ô, pha này thì ghi đủ tay mình lại hỗ trợ hay này. Rồi chuẩn bị đó là có tên thân này, mật tốc biến đến từ lá ví, nhưng mà cuối cùng thì không chạy thoát được. Đó là với kết thân tên thân của Zot và tiền là vì tem địch lên bảng điểm số. Thì tất nhiên rồi, khi gọi là tem bên địch hay là tem bên mình có Zot á, nếu mà tem bên địch có Zot thì thường đó là người ta pick những vị tướng FP theo thiên hướng sát thủ, ví dụ như Volcat, ví dụ như đó là Batman, để có thể là bắt Zon một cách đó là dễ dàng. Chỉ bởi vì gặp những vị tướng tánh cơ thì Zon ở giai đoạn cuối game nó sấy, thì các vị tướng tánh cơ cũng giống như máu giấy anh em ạ. Zon cuối game nó sấy theo đó là phần trăm máu nữa, nên là thực sự gặp những vị tướng tánh cơ thì Zon sấy vẫn rất chỉ là đau. Vì thế thì khi mà tem gọi là có gió á, thì đối phương thường xuyên đó là cho những vị tướng theo thiên hướng đó là FP sát thủ. Bây giờ thì tem bên địch tập trung đấy khá là đông. Ô, pha này hay đấy, rồi chắc chắn thì pha này đó là tiền vị trí của tu lên tem địch lên bảng điểm số rồi. Lá ví của tem bên địch cũng như bắt mát của tem bên địch, mình thấy là xuất hiện cái mắt phạt mình phải tốc biến bỏ chạy luôn. Tránh trường hợp nửa lượng máu thế này, một combo đến từ bắt mát là chắc chắn là mình lên bảng điểm số. Ở trận đấu này anh em thấy thì mình không lên đó là đôi giày, đó là du mục tăng tốc đánh, mà mình lên đó là đôi giày hồ vệ để đảm bảo kháng cái lượng đám đó là vật lý một xíu, để tránh đó là trường hợp bắt mán của tem địch đó là ở giai đoạn đầu game có thể sốc đám được mình liên tục nhá. Ok, thay đôi giày hồ vệ bằng đó là đôi giày du mục, còn tem bên bán mà những chất tướng gọi là FP theo dạng đỡ đòn á, thì anh em lên cho mình đôi giày đó là du mục thay đôi giày hồ vệ để tăng cái lượng tốc đánh một xíu, tích điểm nội tài cho nó nhanh hơn. Thì chất tướng Batman anh em thấy thì nó sẽ không gọi là ốm xạ thủ, mà nó thường xuyên đó là đảo cánh. Anh em thấy thì Batman đó là đảo cánh, ăn được màng cũng bị tém bên mình rồi, nhưng mà cuối cùng thì cũng bị lên bảng điểm số. Đối với Zon thì là một chất tướng ở giai đoạn đầu game chứ phải là chất tướng mạnh. Đến giai đoạn về sau thì Zon mới đó là phát huy tối đa được sức mạnh. Nên là anh em cứ là yên tâm nhá. Cứ farm cho mình một xíu đã. Rồi tình huống này, ôi Lavi bật cái khiến phản tốc. Đẹp thế. Cái phiến khiến phản tốc của Lavi thì có thể né được một lần, đó là khống chế và sát thương. Nên là vì thế thì Lavi đó là sống sót thì chắc có lẽ là với cái siêu hồi máu nữa. Rồi, bắt mán của tem địch thì chắc là ý định bắt mình. Nhưng mà thấy có thêm đó là ghi đú nữa nên là quay xe khá là nhanh. Rồi, pha này thì ra tem địch là dính cái ngục tu vĩnh hằng đến từ Adapter. Xoay một phát nữa và tiền ra tem địch lên bảng điểm số. Ở trận đấu này thì tem bên mình Adapter đi mid. Ồ, Adapter tem mình di chuyển về và bị đó là hai người của tem địch phục kích và lên bảng điểm số mất rồi. Nên là mình khuyên anh em khi đi gánh về á, đừng có đi gọi là lầu liều ở gần giữa bờ sông như vậy.
mà anh em hãy đi đó là vòng phía dưới đó là con búa sánh á, thì khi đó thì sẽ đó là đảm bảo an toàn hơn. Thì trận đấu này thì chắc chắn là mình phải hết sức đó là cẩn thận, bởi vì chỉ dính đó là một combo của Batman thôi. Là mình lên bảng điểm số là chuyện bình thường, nên là chơi ở trận đấu này thì phải hết sức cẩn thận. Ý định của mình là lên cái giáp hiệp sĩ nữa, nhưng mà anh em thấy thì tem biến địch sát thương phép cũng tốt, nên là thôi mình sẽ không quyết định đến cái giáp hiệp sĩ mà mình sẽ lên đó là sóng đá bảo táp luôn nhá. Bởi vì nếu chỉ đó là Batman là sát thủ thì mình lên cái giáp hiệp sĩ thì không sợ Batman bắt, không sợ Batman sóc đám. Nhưng mà tem biến địch này vừa đó là tú lén này, vừa đó là rá này, những nguồn sát thương phép, nên là cho dù mình lên cái giáp hiệp sĩ thì cũng đó là không ăn thua cho lắm, bởi vì sát thương phép thì giáp hiệp sĩ không có tác dụng, nên là vì thế thì mình bỏ qua giáp hiệp sĩ, chỉ lên đôi giày hồ về thôi. Vì thế trận hiện tại thì tem Mendic đáng nhìn hơn đó là rất chỉ là nhiều, khi mà ép được đó là vào cái trụ thứ hai ở khu vực đường ta thân rồi. Thế này thì toàn rồi anh em ạ, khi mà mật đó là cái trụ ở đường ta thân rồi thì đó là team bên mình cũng phải di chuyển để đẹp. Ô pha này ra tem bàn hổ báo quá này, này thì hổ báo này lùng được đó là mang siêu việt. Tem bên mình thì bắt đầu là chửi nhau rồi anh em ơi, hai thằng vẫn muốn đánh. Trận đấu này thì tem bên mình đó là có cúi lén đi rừng, nhưng mà hiện tại thì anh em thấy thì 161 đến từ vị trí của cúi lén. Lượng vàng thì thua cả đó là SP nữa, bởi vì này giờ anh em thấy đi cúi lén tem mình nghỉ thì cùng tôi anh em ạ, không được chơi game luôn. Gặp đó là bắt mán, gặp thêm đó là tem bên địch toàn là chất tưởng sát thủ, mà cúi lén ở giai đoạn đầu game thì chưa phải là chất tưởng mạnh, nên anh em thấy thì phịt quá là nhiều. Và để mà tem bên địch sánh như vậy thì xíu nữa đó là mình cũng sẽ đó là chơi khó khăn hơn đó là rất chi là nhiều. Bây giờ ở khu vực đó là đường ta thân thì có một pha gọi là giao tranh. Tình huống này thì ngục tu vĩnh hằng của Alistair lấy đi khá là nhiều lượng máu của vị trí của Batman rồi, ăn được bàn Batman. Mình sẽ đó là quay trở lại xả thất thương, ăn được màng của Zuka tem bên địch nữa. Vậy là ổn rồi. Thì đối với chất tưởng quý len thì ít nữa cũng phải có đến 2 đến 3 món đồ khí đỏ mới đó là có thể là vẹt được. Trận đấu này anh em thấy thì tem bên địch không có tánh cớ nhá. Ô pha này quý len tem bên mình tồi thực sự anh em ạ. Chấm hỏi, có lẽ là định bắt vị trí của tu len tem bên địch, nhưng dính ngay cái đàn thân quá. Và cuối cùng thì đứng yên một chỗ luôn và lên bảng điểm số. Top tem mình 150, quý len 171. Hai ông người là hình như thật là chửi nhau, hai ông đều fit. Thôi không sao cả anh em ạ, nói chung cứ tập trung chơi thôi. Cứ để đó là xíu nữa thì quý lén thể hiện được cùng đến, hoặc là éo rón thể hiện được cùng đến. Bởi vì anh em cũng biết rằng những chất tưởng đó là có khả năng vẹt và tạo được đột biến. Chỉ cần một lần tạo được đột biến là có thể tạo được đó rất là nhiều, bởi vì khả năng vẹt đến từ vị trí của đó là quý lén mà. Thì hôm nay đi mình tưởng là chế chắn có lối điệu, nhưng mà hình như tu lén tem đi trước có lối điệu. Thôi về pha này mạo hiểm quá bạn ơi. Phải chế chẳng tránh trường hợp được tú lén sử dụng được lối điều vào vị trí của Alistair tem bên mình. Càng đây tem bên địch ép hết rồi anh em ạ. Mất luôn đó là cây trù ở khu vực đó là đường giữa cùng đến. Và này thì Alistair quá tốt này. Ô hay rồi. Và này chơi được anh em này, thấp máu hết rồi kia, dù cá chỉ còn xỉu máu kia. Rồi pha này mình bắn cái tên thân ấy, có kết liều được hay không? Không kết liều được anh em ạ. Ra tem bàn bắn vào cái tả súng hữu đồ đấy, anh em thấy ra tem bàn đục rất chỉ là hay nhá. Một pha núp ở bụi cỏ đó, mình đi phía mẹ bên kia là mình chết rồi á. Double kill đó là dành cho vị trí của Ra, và rất may thì mình vẫn đang còn đó là trên bản đồ nữa. Tình huống này thì phải về đó là đẹp ngay đó là cây trù thôi. Hiện tại thì mình vẫn đang đó là bất tử. Cùng cố gắng đó là đánh thôi anh em ạ, tại mình địch nhiều sát thủ quá, nếu nó chỉ cần sơ hở thôi. Trận đấu này mình chỉ cần sở hữu một xíu thôi là bị bắt liền. Bởi vì nào là rú cá này, nào là bạt mán này, nào là rá này, nào đó là tu lén này. Nhưng mà anh em thấy thì điểm mạnh của team bên mình là gì? Tuy là bây giờ đang bị ép đúng không? Nhưng mà điểm mạnh của team bên mình đó là ở giai đoạn cuối game chơi được, và khả năng bắt lẻ cùng tốt. Những chất tưởng rằng như bạt mán, tu lén ở giai đoạn cuối game không còn là quá mạnh mẽ nữa. Còn mình
chất tường giòn thì ở giai đoạn cuối game sẽ cực kỳ là khỏe. Nên là anh em cứ yên tâm. Bên cạnh đó, anh em nên nhớ rằng đó là quý len màu chất tường vẹt được. Ở giai đoạn cuối game chỉ cần vẹt được một người, quý len lại hồi chiếu và có thể vẹt tiếp được. Hiện tại thấy tem bên đích đang ăn ta thân xê giá, ghi đủ tem mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Tình huống này lên có cướp được hay không này? Ta thân xê giá, ôi, bạt màn tem đích rồi nó bỏ chạy rồi. Nhưng mà không sao cả, mình ăn được màn của tù len tem bên đích. Nhưng mà cuối cùng mình cũng bị lên bảng điểm số éo rôn đâu, lên cướp kia. Ôi, không kịp rồi, có kịp hay không? Có kịp hay không? Một bổ tái đài đáo nhưng mà ở dàng đó là bình thường anh em ạ. Không phải là dàng là tái đài đáo. Nhưng mà cuối cùng thì không ngắn được, hơi đáng tiếc. Và mình chat đó là mid SP thì chờ đó là túi la win. Đồng viên đó là đồng đội chơi anh em ạ. Kiểu là không nên người là nản chí. Bởi vì anh em thấy thì chỉ cần đó là ghi đố cùng như Alistair, gọi là che chắn cho mình một xíu, bảo kê một xíu, thì Zon vẫn là một chất tướng xả sát thương cực kỳ là tốt. Và mình chat là SP tém mình lên tỷ tánh nhá, ghi đố lên tỷ tánh thì sẽ hợp lý hơn. Bởi vì anh em thấy thì lượng sát thương của tém bên mình thì cũng khá là dồi dào rồi. Chỉ cần ghi đố chống chịu được và check map được là win thôi. Bây giờ tem bên đích đang ăn đó là rồng đúng không? Rồi tình huống này lại sấy này, cướp rồng, cướp rồng. Ok, rồng ánh sáng đã thuộc về đó là mình rồi. Cướp được rồng phá đỏ vậy là cũng ổn rồi. Hiện tại thì anh em thấy team bên mình đang đuổi theo đó là team bên đích. Ô, mình tự nhiên cái mưa tên ăn được thế màng của đó là vị trí của rá này anh em ạ, gọi là hến á. Rồi, tên thân kết liễu du cá này. Ôi, nhưng mà lại trúng đó là tù len của tem bên đích rồi. Về phần trang bị dành cho vị trí của gió á, thì mình sẽ lên bộ trang bị như sau. Đầu tiên thì đôi giày hồ về mình đã phân tích ở giai đoạn đầu game rồi. Còn nếu mà tem bên đích rồi là không có những vị tướng sát thủ như Batman á, thì anh em lên cho mình đôi giày du mục nhá. Tiếp đến thì hai món đồ chỉ mang đó là thanh kiếm và sóng đá bao táp. Tiếp đến món đồ thứ tư thì anh em lên cho mình đó là cái diệt thân cúng để có khả năng xuyên giáp. Món đồ thứ năm đó là cây nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Bên cạnh đó thì cộng thêm lượng công vật lý cực kỳ là khổng lồ, đến từ đó là cây nánh và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh. Đấy là build đồ chuẩn chỉ dành cho đó là vị trí của đó là Zon rồi. Build đồ này thì gần như ở giai đoạn cuối game Zon sẽ cực kỳ là khỏe, sấy tánh cũng rất chỉ là đau nhá. Bây giờ anh em thấy thì có giao tranh đây, lượng sát thương của mình đó là bắt đầu lớn rồi anh em ạ. Tình huống này thì tém bên đích lên bảng điểm số 2 người rồi. Ra tém bàn hình như là vẫn đang núp mé bên kia, thì mình sẽ đứng ở mé bên này một xíu. Và Zuka anh em thấy thì đáng đầy lẻ, tình huống này mà mình không về là có khi là thua luôn này. Anh em đâu? Ôi không ai về cả. Anh em chơi thì chơi nhưng nên tỉnh một xíu nhá. Đấy, Zuka tém bàn không về là một đám lính to cha bá thế này. Thì Zuka nó vào nó gõ cho phạt thì thôi xong ủi rồi luôn. Nên là nhiều khi thì anh em chơi thì cũng đến đi map một xíu, tránh trường hợp đó là mải mê, đó là giao tránh mải mê tấn công, bị tém bên đích đó là đẩy lẻ và cuối cùng thì thua một trận đấu gọi là hơi làng xẹt. Nên là vì thế thì anh em để map cho mình một xíu nhá. Nói chung về thế trận hiện tại thì tém bên mình bắt đầu đó là lấy lại được đó là thế trận rồi. Lượng đô của mình thì cũng đó là xanh xanh rồi anh em ạ, chỉ cần đợt lấy được cái giáp hôm mình được thì mình sẽ tự tin hơn đó là trong những pha gọi là combat. Còn về đám của đó là Zon thì chưa bao giờ là yếu cả nên anh em cứ yên tâm thôi. Zon ở giai đoạn cuối game dạng như Batman mà chỉ cần bắt trật một phát một sấy á là lấy đi khoảng 2/3 lượng máu anh em ạ. Ôi Batman bắt được Alistair tên bên mình rồi. Rồi, cúi len của tem bên mình làm được gì hay không? Cúi len tem mình, rồi chạy được đến từ vị trí của cúi len là ok rồi. Ra tem bàn bắn vào bằng cú đấm chân không, tả súng hữu đột. Nhưng mà cuối cùng thì lên bảng điểm số, ôi bạt mán. Thôi xong rồi, pha này thì có lẽ là mình không chạy được rồi. Bởi vì lượng máu của mình khoảng nửa lượng máu. Nên là bị đó là bạt mán. Đó là tiền lên bảng điểm số, bạt mán lên thêm, đó là cái liêm đoạt mình khá là sớm nữa. Nhưng mà quý len tem mình thì lại được vẹt rồi anh em ạ, có cơ hội đó là dành cho đó là vị trí của quý len thể hiện rồi. Nên là vì thế nhiều khi anh em thấy đó là rừng ở giai đoạn đầu game có vịt đi trắng nữa. Nhưng mà anh em cứ bình tĩnh mà đánh nhá, thì trận vẫn còn thì anh em cứ bình tĩnh mà đánh. Bây giờ thì bắt đầu đó là rừng tem mình thể hiện được. Đó là một chất tướng gọi là sát thủ quý len rồi đúng không? Nên là nhiều khi anh em mấy thời rừng chết 1-2 màng chứa gì đó là đã chửi thôi. Còn trận đấu này anh em thấy thì dừng tém mình ở giai đoạn no game
171, nhưng mà team bên mình vẫn đoàn kết chơi. Vậy là quá tuyệt vời rồi, mình vẫn thích đó là những trận đấu thế này này. Thực tế thì trận đấu này cũng không trách được ở rừng team bên mình, bởi vì chất tướng của team bên mình ép vào gọi là bùa quá sớm nên là rừng team mình thọt quá. Các anh em thấy thì mình luôn luôn ở là đứng phía sau thế này. Tầm này thì một sợi một phạt này. Đấy, dừng té mình lại được chơi game rồi. Kiểu là cứ dón mà sấy khoảng tầm khoảng đối phương dưới nửa cây máu á. Và có phần còn lại thì chắc có lẽ là để cứ gọi là quy len vẹt thôi. Quy len thấy chất tưởng đó là vào 6 và vẹt tốt. Còn quy len mà vào trước thì sẽ khá là yếu. Rồi tình huống này này, mình tiền được đó ra tem đích lên bảng điểm số. Và chắc chắn thì phần thưởng dành cho team bên mình đó là con ta thân xế giá này. Rồi pha này thì mình sẽ đứng cái góc này cho nó. Ôi, mặt màn tem đích kính thế. Ôi FP timing, ôi FP timing. Mình ý tưởng là vấn đề à đứng cái góc này cho nó an toàn, tránh trường hợp được là bị bắt anh em ạ. Bởi vì một đầu có đó là FP rồi, một đầu đó là có đó là hai người, đó là quy lén cũng như đó là vị trí quả letter rồi. Nhưng mà bắt màn một cách nào đó vẫn đó là luôn lách và bắt được mình anh em ạ. Quá ghê gớm. Thôi, bình tĩnh. Ôi thôi xong rồi, mất cái màn chấm dứt rồi. Ok, pha này, pha này ghi đủ hay nè, một pha xử lý hay á. Một pha gọi là chiêu một kết hợp thêm với cái tốc biến nửa và tiền đó rừng tém địch lên bảng điểm số. À là tớ, rừng táo bực rồi. Có lẽ là rừng tém bên mình thì gọi là trút dần vào đó là tím bên địch. Thế anh em thấy thì hiện tại bây giờ á, thì có lẽ là hai bên cân đó là tranh chấp đó là con ta thân xế giá này. Có lẽ là bây giờ không nên đó là đi lẻ nữa. Bởi vì anh em thấy thì bây giờ đó là chỉ cần đi lẻ và là đối phương bắt được là ủi rồi luôn. Tầm này thì phải đi trúng thôi, giai đoạn cuối game thì phải đi trúng thôi. Mình vẫn luôn luôn ở đứng phía sau đó là vị trí FP cũng như vị trí của mid team bên mình. Mà thực sự bắt mán nó khốn quá anh em ạ, nó cứ luôn luôn bắt phía sau á. Nên là phải hết sức đó là cẩn thận. À, pha này bắt mán bị lộ tầm nhìn rồi này. Thì mình sẽ không sợ nữa, quay trở lại thấy vẫn đang còn giáp ôm anh đúng không? Này thì bật mán này, lên bảng điểm số này. Chơi luôn anh em ơi, đuổi theo luôn. Dù cá tem đích thì núp bùi nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lùi về rồi. Rồi, lối điều đến từ vị trí của tú lén đã được sử dụng. Rồi tú lén này, này thì tú lén này, một sấy này, này thì tú lén này, lên bảng điểm số này. Rồi, giá đúng không? Một sấy này, ngụm luôn này. Ở trung tâm này mà dón được sấy thì ối rồi luôn rồi. Và lật kèo là đấy, lật kèo là đấu nữa đúng không anh em? Với phù hiệu thì mình sẽ sử dụng lên kiếm để tích lũy cái lượng vàng tốt hơn. Còn về bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và phật tướng chỉ mang, ngọc tím 7 viên tóc đánh tóc chay, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.